Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ là khung giờ mà quý vị có thể đặt câu hỏi về sức khỏe của mình, hay là có câu hỏi thắc mắc gì những cái thuốc quý vị đang dùng ở nhà, hay là những cái thuốc mà quý vị đang uống tự do, cũng có thể gọi vào để tư vấn với Hồ Dược Sĩ của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, nếu mà quý vị nào mà chưa biết Hồ Dược Sĩ của chúng tôi thì chúng tôi xin giới thiệu sơ về Hồ Dược Sĩ. Hồ Dược Sĩ của chúng tôi thành lập khoảng trong vòng 2 năm qua, và chúng tôi gồm có những dược sĩ trẻ và cũng như là những dược sĩ đã đi trước phối hợp chung với nhau, và hơn nữa là chúng tôi cũng có rất là nhiều các em học sinh để hướng dẫn các em học sinh, mà những em đang theo ngành học ngành dược ở trong pharmacy school, hay là các em những cái em đang học high school để muốn học dược sĩ, thì chúng tôi cũng hướng dẫn các em. Và nhất là những cái em nào mới ra trường cần những cái kinh nghiệm, thì trong Hồ Dược Sĩ của chúng tôi cũng có những người đi trước sẽ hướng dẫn cho các em nữa. Và không những thế, Hồ Dược Sĩ của chúng tôi sẽ giúp cho những cái dược sĩ với nhau để mà mình tìm hiểu nhau, biết về ngành nghề nhau hơn, chỉ nhau những cái job opening ở chỗ này, ở open chỗ kia như thế nào, và chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau và networking với nhau. Và đồng thời hơn nữa là Hồ Dược Sĩ của chúng tôi mỗi hàng tháng là chúng tôi đều có những cái health fair trên cái chỗ khác nhau tại thành phố Houston, thưa quý vị. Và cũng như là chúng tôi giới thiệu nói về bệnh tiểu đường cho những quý vị nào mà mắc bệnh tiểu đường và muốn ngăn ngừa bệnh tiểu đường, thưa quý vị. Cho nên là nếu quý vị nào biết rằng những con em của mình đang học dược sĩ hay là dược sĩ thì cũng có thể đến với chúng tôi, đến với Hội Dược Sĩ của chúng tôi, phải không Vi? Mời Vi. Cảm ơn Diệu Thảo. Thì Vi cũng xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Khỏe và Đẹp của Hội Dược Sĩ của mỗi thứ ba hàng tuần. Và cũng như những thứ ba khác thì nếu như quý vị có bất cứ một câu hỏi gì liên quan tới bệnh của mình, hoặc là thuốc, hoặc là muốn gọi vào chia sẻ với Vi, với Diệu Thảo về tình trạng sức khỏe của mình, cũng có thể gọi vào đài ở số 713-931-1560. Thì trước khi mà Vi với Diệu Thảo mở đường line thì cũng xin cho Vi với Diệu Thảo nói sơ về cái Hội Dược Sĩ của mình. Thì cũng cảm ơn Diệu Thảo đã nói rất là nhiều tỉ mỉ về cái Hội Dược Sĩ là như thế nào. Thì Vi cũng muốn nói thêm là vì những cái tấm lòng chung và những cái định hướng chung của cái ngành dược sĩ, thì Vi với Diệu Thảo cũng kêu gọi quý vị đồng hương của mình, nếu như mà biết bất cứ một người quen, người thân hoặc là bạn bè trong gia đình mà là dược sĩ thì cũng xin gia nhập vào hội để làm cho cái Hội Dược Sĩ càng ngày càng lớn mạnh hơn, là một tiếng nói chung cho cộng đồng và cái ngành medical của người Việt Nam mình, giúp đỡ nhau để mà mình tiến xa hơn trong cái ngành nghề dược sĩ của mình, và giúp cho những cái thế hệ tương lai có nhiều em nữa vào nghề dược sĩ, hoặc là có những em học sinh muốn vào ngành dược để có một cái chỗ dựa vững chắc để mà có thể tư vấn tham khảo thêm trước khi bước vào ngưỡng cửa ở của trường dược sĩ. Nên là quý vị hãy giúp cho cái Hội Dược Sĩ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Bằng cách nào? Thì bằng cách là quý vị hãy tham gia những cái hội, những cái health fair của chúng tôi, tất cả những cái diabetes clinic như Diệu Thảo đã nói đó. Và xin quý vị hãy kêu gọi người quen, bạn bè tham gia vào Hội Dược Sĩ. Chúng tôi có rất là nhiều cái event rất là bổ ích. Chúng tôi có cái program mới là cái chương trình mà mentor với mentee, là giúp đỡ cho một người dược sĩ với một người học sinh để mà có thể dẫn dắt em học sinh đó qua được những năm những học khó khăn của cái ngành dược của mình và ra trường có được những cái job mà như mình mong muốn. Hoặc là những bạn dược sĩ đang đi làm mà không thích công việc của mình mà muốn đổi một công việc khác, thì join vào cái Hội Dược Sĩ này là một cơ hội để mình có thể network và mình gặp được rất là nhiều những người dược sĩ khác trong rất là nhiều ngành nghề. Có nhiều người nghĩ là dược sĩ là chỉ có đi đếm thuốc thôi, chứ không phải là như vậy đâu. Dược sĩ chúng tôi có thể làm rất là nhiều những cái ngành khác nhau về nghề dược, có thể đi làm về bào chế thuốc, có thể đi làm về tâm lý, về hướng dẫn, hoặc là có thể đi sát cánh với bác sĩ để mà giúp cho bác sĩ có những cái định, những cái liều thuốc đúng với lại từng bệnh nhân của mình. Và ngành dược sĩ cũng có thể giúp cho quý vị chích ngừa. Nên là nếu như mà những bạn dược sĩ ở ngoài đó mà đi làm những công việc mà mình không yêu thích mà mình muốn đổi job, thì cũng có thể
join cái network của Hội Dược sĩ của chúng tôi là một cơ hội để mình biết rất là nhiều người làm những cái ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Và sắp tới đây thì chúng tôi có rất là nhiều health fair, thì cũng kính mong quý vị tới tham dự, và những cái information đó sẽ được bỏ lên trên Facebook hoặc là trên mạng xã hội, là trên cái website là vapa.net. Và sắp tới đây có một cái event rất rất là lớn, thì chắc là mình cũng bật mí chút xíu phải không Dự Thảo? Đúng rồi, thưa quý vị. Nó là một cái gala là Hội Dược sĩ hay tổ chức mỗi năm, là cái gala để mà tất cả các dược sĩ rồi bác sĩ ở khắp nơi tụ họp về, là một cơ hội mình có thể mặc đồ đẹp, mình chụp hình và mình network. Và có những cái chương trình văn nghệ rất là hay nhờ những cái em học sinh của các trường dược, thì cũng kính mong quý vị giúp cho cái Hội Dược sĩ có thêm tiền để mà có thể làm nhiều được những cái health fair miễn phí nữa trong tương lai. Thì tất cả những information đó sẽ được bỏ vào cái website của Hội Dược sĩ hết phóng Dự Thảo. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc quý vị đang dùng hoặc những cái vitamin, thì mời quý vị gọi vào, hay là quý vị nào đang bị bệnh cảm, bệnh ho, sổ mũi, dị ứng như Dự Thảo hiện tại bây giờ thì cũng có thể gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 thưa quý vị. Trong cái mùa này, tuy là đã bước vào tháng 4 rồi, nhưng cái thời tiết nó vẫn rất là nhiều người bị dị ứng, và cũng rất là nhiều, cũng có thể là bị flu nữa thưa quý vị, và bị cảm cúm mà... cái con virus flu kỳ này nó rất là dữ. Nếu mà quý vị bị, bình thường mỗi năm Thảo chích cái flu vaccine Thảo không bao giờ bị, mà năm nay Thảo lại bị flu đó. Vì tại vì bệnh nhân nó họ lây cho Thảo lúc mà Thảo ở dưới pharmacy khi mình làm, nhất là mấy đứa bé cỡ chừng từ 12 tuổi trở xuống, mấy đứa em đó rất là cái hệ miễn nhiễm nó yếu, cho nên là rất là nhiều em bị cảm, và những cái em bị cảm đó thì tới mua thuốc thì tự động nó truyền qua cho mình. Thì cái mùa này là cái mùa mùa cảm, người ta nghĩ là đã đi rồi, nhưng mà không đâu quý vị, mùa cảm nó vẫn còn, tại vì thời tiết Houston vẫn còn rất là lạnh, và đặc biệt thêm nữa là cái tháng 3 này là cái tháng mà rất là nhiều hoa nở, thì cái phấn hoa đó nó làm cho cái dị ứng cảm cúm nó còn tệ hơn nữa. Hoa thì nở rất là đẹp, phóng Dự Thảo. Người ta chỉ đi chụp hình blue bonnet rất là nhiều, nhưng mà những cái phấn hoa đó nó làm cho những người dân Houston của mình nhảy mũi, rồi dị ứng, chảy nước mắt, cũng giống như Vi hoặc là Dự Thảo bây giờ cũng đang bị những cái triệu chứng như vậy. Thì mà nếu như mà quý vị không giữ gìn cẩn thận thì có thể sẽ bị cảm cúm nữa. Dạ vâng, Vi và Dự Thảo kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ. Hello. Hello. Dạ. Xin chào ạ. Dạ, xin chào ạ. Dạ, xin cho biết quý danh đi chị. Dạ, tôi tên Hồng ở Đà Lạt. Dạ, chị, dạ, mời chị ạ. Dạ, xin hỏi chị, dược sĩ có một cái vấn đề là mới rồi tôi đi, bị tiểu đường, tôi đi check-up. Thì lúc trước thì có 6.8, thì sau đó lên 7 chấm, thì bác sĩ này là bác sĩ mới. Thì cái Quimorai đó thì từ 1 mg đã tăng lên cho tôi là 4 mg. Nói là uống trước khi ăn lên sẽ uống vô. Nhưng mà tại tôi đi làm á, thì tôi cũng trước khi đó tôi cũng uống. Nhưng mà đến khoảng giờ này là cái tay chân tôi nó sách, nó luôn quên vậy đó. Thật ra tôi muốn hỏi là dược sĩ có nghĩ rằng tôi nên kêu bác sĩ bớt lại không? Tại vì tăng từ 1 mg tới 4 mg. Dạ vâng. Cái side effect của cái Climeride là làm cho mình bị hypoglycemic, tức là làm cho mình bị xuống đường, thưa chị. Thì khi mà mình xuống đường thì có thể là cái đó là cái triệu chứng, chị cảm thấy đổ mồ hôi và tay chân run, thì cái đó là triệu chứng của cái liều lượng khi mà nếu mà chị uống mà chị chưa ăn kịp, hay là nó làm cho đường chị xuống quá nhiều, thì em nghĩ chị có thể nói bác sĩ coi thử, thay vì chị uống một viên thì chị uống nửa viên coi thử nó như thế nào, thì có thể giúp cho mình hay không? Dạ vâng. Hoặc là tại vì nhiều lúc á, nhiều lúc chị cái đường của chị, cơ thể mình nó không có điều độ đó, nên là nó, những người bị tiểu đường người ta cứ nghĩ rằng là cao đường, nhưng mà không phải, bị tiểu đường là có thể là bị xuống đường nữa. Nên vì như vậy nên bác sĩ hay khuyên đó là lúc nào mình cũng cầm theo những cái viên kẹo hoặc là những cái gluco để mà mình uống vào, để ngay vào lúc đó luôn, để cho cơ thể mình nó không có bị thiếu đường quá. Mà thiếu đường quá thì nó sẽ bị cơ thể nó run rẩy, rồi nó khó chịu,
rất là nguy hiểm cho cơ thể của mình đó chị. Dạ vâng, và em dạ. nghĩ em Buổi nghĩ là sáng thì mỗi buổi sáng, hồi sáng thì tôi test thì nó có 100, hôm qua đó thì 111, nhưng mà đến buổi trưa tôi ăn, tôi uống trước khi ăn thì lúc đó là 1 giờ, thì tới bây giờ bắt đầu checking lên. Wow, bây giờ chị lúc mà chị checking á, bây giờ chị bên nếu mà đưa riêng chị checking như vậy, chị có cái máy không, chị thử thử cái lúc đó là chị xuống bao nhiêu? Mà chị đang uống thuốc gì vậy chị? Clabrai. Clabrai, chị có cái thuốc đó thôi à? Ừ, Clabrai thuốc đó thôi. Dạ, nhưng có chị có chích không chị? Metformin nữa không có nhỉ? Metformin nữa đúng không? Chị uống metformin nữa hả? Dạ, metformin, dạ. Chị có thể chắc là em phải em nghĩ là chị nên đi gặp bác sĩ để coi thử cái thuốc đó nó có quá cao hay không, phải giảm cái liều lượng xuống chút xíu nữa, chứ không thôi là cái đường của chị nó nguy hiểm lắm. Cái thuốc nó làm cho cái đường nó tụt quá nhiều so với cái cơ thể mình cần đó chị. Em nghĩ là chị có thể hỏi bác sĩ để có thể bác sĩ cho giảm bớt một loại thuốc, uống một loại thôi, hoặc là giảm cái liều lượng của mỗi loại thuốc xuống để cơ thể mình nó phù hợp. Tại vì có nhiều người uống thuốc vào thì cái thuốc nó làm cho cái đường giảm xuống quá nhiều thì nó quá cái mức cơ thể mình. Nên em nghĩ chị phải đi bác sĩ và chị phải ghi xuống những cái lúc mà đường của chị bao nhiêu để bác sĩ thấy được, là bác sĩ mới biết được đổi thuốc hay không đó chị. Dạ vâng, là tức là cái lúc mà chị đo đường đó là chị phải đo buổi sáng, xong rồi chị phải đo cái lúc mà buổi trưa trước khi chị ăn là bao nhiêu, rồi khi mà chị bị shaking như vậy thì chị cũng phải đo lúc buổi tối và trước khi đi ngủ. Chị phải đo chia cho em một ngày, chị phải đo 4 lần, không phải một ngày chị đo 4 lần. Tức là ngày thứ hai chị đo buổi sáng, ngày thứ ba chị có thể đo buổi trưa trước khi chị ăn, và ngày thứ tư chị có thể đo sau khi chị ăn, mà hay là cái lúc mà chị cảm thấy bị shaking như vậy, và ngày thứ năm chị đo cho em vào buổi tối. Thì chị keep một cái lịch trình như vậy cho em trong vòng 2 tuần. Sau đó rồi chị đem cái lịch trình đó chị đưa cho bác sĩ, thì người bác sĩ họ mới có thể là coi quan sát cái lịch trình đó, họ mới thay đổi thuốc và họ điều chỉnh cái liều lượng thuốc của chị được. Nếu mà chị không làm một cái lịch trình như vậy, người bác sĩ họ không thể nào mà điều chỉnh thuốc cho chị đúng theo cái cơ thể của chị. Tại cái bệnh tiểu đường nó như Vi nó nói, như Vi nói là nó lên nó xuống, nó lên nó xuống, cho nên nhiều lúc chị uống thuốc vào thì nó xuống quá thì làm cho chị mệt và có thể là chị xỉu nữa. Có rất nhiều người uống thuốc tiểu đường vào có thể làm cho đường nó tuột xuống quá, có thể là bị bất tỉnh nữa. Cho nên cái đó là rất là nguy hiểm. Cho nên em khuyên chị là mỗi ngày chị đo buổi sáng, buổi trưa trước khi chị ăn, rồi lúc mà trong cái thời gian mà chị run rẩy thì nó là bao nhiêu, và buổi tối trước khi chị đi ngủ là bao nhiêu. Một ngày chị đo cho em 4 bữa khác nhau, và trong vòng 2 tuần sau đó chị hẹn chị gặp bác sĩ để bác sĩ điều chỉnh cái lượng đường chị nhé. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình ạ. Rồi. Dạ. Xin hỏi dược sĩ là buổi tối nó có nghĩa là mình ăn cơm chiều xong rồi cách mấy tiếng tối trước khi chị đi ngủ đo... Dạ vâng, dạ, trước khi chị đi ngủ đó. Dạ. Là lúc đó chị phải ghi vô cái giấy là chị đo sau khi ăn nha chị, tại cái lượng đường sau khi ăn nó chị sẽ phải khác. Đo cái giờ, chị phải để cái giờ nào, chị đo lúc mấy giờ được ăn hay không, chị phải ghi nốt đàng hoàng. Chị làm giống như là một cuốn journal vậy đó, để khi bác sĩ nhìn vào đó thì họ sẽ hiểu rằng, họ nhìn vào đó và họ sẽ adjust thuốc theo cái độ đúng đường rồi lên xuống của chị nhé. Dạ, xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình ạ. Dạ, cảm ơn dược sĩ. Dạ, xin... Dạ, vâng. Vi và Diệu Thảo kính mời quý vị khán giả ạ. Dạ, xin mời quý vị hãy cho đường like, xin cho biết có danh luôn ạ. Hello chị. Dạ. Dạ, em tên Liên á. Chị cho em hỏi là em á, bị... mấy lần tuần trước á, thì em bị ngứa mắt, ngứa mũi, chảy mũi, lại... khó chịu, ắc thì nhảy mũi đó, mà nghẹt mũi nữa, mà bị bữa giờ là hơn 2 tuần rồi mà chưa hết. Bây giờ em phải uống thuốc gì đó chị? Mới nghĩ uống thuốc allergy mà nó cũng không có đỡ. Chị uống cái gì? Allergy là chị uống loại gì rồi chị? Allergy, cái đó, cái hộp nó màu xanh mà lại nặng đô mà phải đi tới, đưa ai đi người ta mới bán á. Zyrtec á hả? Cái loại xanh chắc Zyrtec đi. Zyrtec đi hả chị? Chị có phải, chị có mua trong pharmacy hay là chị mua ở ngoài chị? Dạ, trong pharmacy. Chắc Zyrtec đi. Ồ, cái đó chị uống nó không có hết hả chị? Dạ, cái viên màu trắng nhỏ chị. Dạ, đúng rồi, chị uống không hết hả? Em nghĩ là chị phải uống cái đó buổi tối và buổi sáng, chị phải uống thêm Claritin nữa. Tại cái mùa allergy này nó đã đang rất là nặng đó chị. Buổi sáng chị phải mua thêm một cái Claritin, mà không cần mua chữ đi đâu. Chỉ cần Claritin thường ở trên ngoài nó bán thôi chị. Cái chữ đó là Claritin. Chị có thể mua cái đó chị uống buổi sáng. Uống cái cây mà lại em nói cho giống chị nó em nói
Rồi bây giờ uống thêm một loại khác nữa hả? Đúng rồi, chị uống cái giờ thác buổi tối. Em nghĩ chị loại uống đó phải chị đánh phần Claritin, Claritin là bắt đầu bằng chữ C đó chị, C rồi chữ L, C rồi L, rồi A. L hả? Dạ L rồi chữ L hả? Chữ L đó chị, L đó. L cái gì nữa? L rồi chữ A chị. Ừ. Rồi chữ R rồi Ừ. chữ Y ngắn, rồi chữ T là rồi chữ Y ngắn rồi chữ N. Dạ, yeah, Claritin. Viên sỏi nữa. Dạ không, không có chữ chữ T đó chị, chữ tờ đó. Chữ tờ, Claritin. Dạ, chị đánh bằng như tiếng Việt vậy, Claire, C-L-A, Claire. Claritin đó chị. Ri rồi xong chữ tin, dạ. Chữ T rồi tới chữ gì nữa chị? Chữ Y ngắn. Rồi chữ N. Chữ N. Ừ. Dạ vâng. Rồi là uống cái kia với lại cộng với loại này hả? Dạ đúng rồi, cái này chị uống buổi sáng, cái kia chị uống buổi tối trước khi đi ngủ. Tại cái loại kia mà chị uống buổi sáng thì có thể nó làm cho chị buồn ngủ đó. Mà tại cái mùi này nó đang rất là nặng nên buổi sáng chị uống một viên, buổi tối chị uống một viên thì có thể nó sẽ đỡ hơn. Còn không, buổi tối chị uống Benadryl nó cũng đỡ nữa. Có mấy cái gì mà nó chỉ nghẹt mũi thôi. Nếu mà nghẹt mũi chị có thể uống cái Benadryl á, chị uống cái Benadryl nó cũng sẽ giúp cho chị nó clear cái nó dry up cái mucus của chị. Chị mua cái thuốc Benadryl. Dạ Benadryl. Benadryl là chị uống buổi tối đó chị. Chị uống buổi tối thay cho cái thay cái Zyrtec mà chị đang uống. Yeah. Thì chị có mà nhưng mà chị muốn mà nó clear lỗ mũi thì thường thường nó có chữ D nữa thì nó sẽ đỡ hơn cho lỗ mũi của chị. Nhưng mà cái lỗ mũi mà chị bị nghẹt quá đó thì chị có thể mua cái loại nước mà chị đổ vô lỗ mũi cho nó rửa lỗ mũi cho nó sạch đó thì nó sẽ đỡ nghẹt nghẹt hơn. Thì ở nó thường thường nó có bán mấy cái loại saline đó là nước muối đó. Hay là cái nasal pot. Cái nasal pot hoặc là dạ đúng rồi. Những cái loại đó chị có thể mua rồi chị có thể xịt vô lỗ mũi, rửa cái lỗ mũi đi thì nó sẽ đỡ bị nghẹt mũi hơn. Dạ. Dạ. Ok, cảm ơn chị. Dạ, xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình ạ. Dạ vâng. Ở Vi và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả nữa trên đường dây ạ. Hello. Hello, xin kính chào hai cô dược sĩ. Dạ vâng. Dạ, xin kính chào ạ. Dạ, con chào bác ạ. Dạ, tôi tên Yến ạ. Dạ. Hôm trước chương trình của hai cô dược sĩ có nói là không nên dùng cái thuốc Losartan nữa. Dạ, thì bây giờ tôi đổi lại. Dạ vâng. Có phải là thuốc cao huyết áp không ạ? Dạ vâng, Losartan là thuốc cao huyết áp thưa các bác. Dạ. Dạ, mà cái loại đó bây giờ. Bây giờ nó đang recall. Thành ra tôi uống mấy năm rồi ạ. Giờ tôi dạ, bác có nói chuyện với bác sĩ chưa? Bác nói chuyện với bác sĩ chưa bác? Dạ không có. Bây giờ đổi cái thuốc Olmesartan 20mg thì uống có được. Dạ được ạ. À. Đúng rồi. Cái đó là cùng một cái class là cùng một cái loại thuốc nhưng mà nó là nó khác cái chất ở trong đó thì nó sẽ cùng công dụng nhưng mà nó không phải cái loại đó thì bác uống được ạ. À. Tại vì cái loại kia là nó đã bác tụi chính phủ về cơ quan kiểm nghiệm thuốc người ta bắt là phải trả thuốc về tại vì có một số thành phần trong đó không có tốt cho sức khỏe nên cái loại mới bác sĩ đổi là đúng đó bác ạ. À. Dạ. Dạ. Bây giờ tôi uống Olmesartan mà cái thuốc Losartan thì tôi cũng uống 3-4 dạ, năm rồi không biết có làm sao không có phản ứng gì không. Dạ, con nghĩ là không đâu bác. Hiện tại bây giờ thì người chưa ta vẫn nào, chưa có cái kiểm đó. Nghiệm ra là có những cái thuốc cũ nó có vấn đề gì hay không nhưng mà vì chính phủ Mỹ muốn cẩn thận á, muốn cẩn thận hơn thì phát hiện ra những có một số cái lô thuốc nó bị đó nên coi người ta bắt là trả hết về cho bảo đảm sức khỏe thôi chứ vẫn chưa có một cái kiểm nghiệm nào mà chứng minh là những cái loại thuốc cũ uống có hại gì cho cơ thể của mình bây giờ ạ. Thì họ chỉ nói based on mấy cái study thôi bác ạ. À. Họ chỉ nói based on những cái mà họ kiểm nghiệm thôi chứ chưa thực sự chưa có một cái case report nào mà một người bệnh nhân nào mà đã bị cái gì hết thưa bác. Dạ con nghĩ là không có sao đâu bác cứ uống theo bác sĩ dặn như vậy là tốt rồi, không cần đừng có uống cái loại Losartan nữa. Bác còn trong nhà thì bác cũng cất đi chứ đừng có bác vứt đi chứ đừng có uống nữa, uống cái loại mới là tốt rồi bác. Dạ. Dạ thưa xin cho tôi hỏi thêm là tôi uống cái thuốc nhức mỏi Meloxicam thì Meloxicam 70mg thì nó có hại thận hoặc là có phản ứng phụ gì không? Dạ có, dạ cái đó dạ là có. Bác nó là NSAID, nó làm cho bác đau bao tử. Tại cái đó nó là chất axit nhiều đó bác. Nếu như mà bác bị đau bao tử thì bác phải ăn thật là no rồi bác mới được uống nên bác không nên uống quá nhiều.
cái đó là giảm đau thôi, thì con nghĩ là chừng nào bắt đau quá bác mới nên uống. Dạ, vâng. Uống nhiều lần, nếu bác ăn uống, no rồi bác uống. Dạ, bác uống nhiều quá thì nó sẽ bị loãng loét bao tử, tại vì nó rất là nhiều chất axit đó bác. Nên con nghĩ là nếu như mà uống với lại thuốc giảm đau mà bác uống nhiều quá thì nó cũng sẽ lờn thuốc đi, nó cũng không có tác dụng nhiều nữa đâu. Nên cái đó bác sĩ cho bác để dành, chừng nào bác quá đau thì bác nên uống vào thôi, chứ còn không có nên uống thường xuyên mỗi ngày ạ. À. Dạ, rồi thưa thuốc meloxicam có uống được không, hay có cần đổi thuốc khác không ạ? Con nghĩ cái đó uống được thưa bác, nhưng mà nó có cái side effect là nó làm cho bác có thể làm bác bị đau bao tử. Nhưng mà ngoài ra, ngoài cái thuốc giảm đau đó, không có còn khó có kiếm cái thuốc giảm đau khác. Những cái thuốc giảm đau khác nó sẽ làm cho bác nó là control, nó sẽ làm cho bác dễ bị nghiện nó, với lại ói mửa, ói mửa nữa. Cho nên cái thuốc đó là cái thuốc loại, một trong cái loại mà thuốc giảm đau loại hiệu quả, hiệu quả và tốt nhất. Nhưng mà ngược lại thì nó bác phải ăn no trước khi bác uống, cho nên và bác hạn chế bớt lại đi, khi nào đau lắm thì bác uống, còn không thì thôi. Dạ. Cái thuốc đó nó chỉ có là chất dụng phụ là nó bị làm cho mình đau bao tử, thì vì nó nhiều axit quá thôi, chứ còn ngoài ra nó không có tác dụng làm cho bác nghiện hoặc là ói mửa đó như là những cái loại thuốc giảm đau khác đâu. Dạ, vâng. Nên cái đó là một cái loại thuốc giảm đau rất là an toàn cho bác, nhưng mà chỉ con chỉ nhắc nhở là bác nên ăn no rồi bác uống là như vậy sẽ tốt hơn, tốt cho hơn bác. Bác. Dạ, vâng. Dạ con xin cảm ơn bác đã gọi vào chương trình ạ. Dạ, cảm ơn hai cô nhiều. Xin chào hai cô. Dạ. Vi và Diệu Thảo kính mời một quý vị khán giả nữa trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin chào hai chị. Dạ, dạ vâng. Xin chào. Dạ, em nghe đây chị. Dạ. Dạ. Dạ, chị, hai chị cho em hỏi là, em hỏi cho chồng em là tại vì từ sau khi mà em có thai rồi sanh bé tới giờ bé được 7 tháng rồi đó. Trước đó chồng em không có, khi cũng mê ngủ, nhưng mà không có mê ngủ tới mức giống như bây giờ là gọi là vừa mới ngủ dậy thôi là đã có thể buồn ngủ trở lại rồi. Dạ. Thứ hai nữa khi em hỏi là khi giống như là hồi xưa hay ngán nặng lắm, xong rồi bây giờ là bắt đầu ngủ rồi phun nước miếng rồi chảy nước miếng đủ thứ hết á, thì cái đó là mình có cách nào mình trị không, hay là có bác sĩ nào mà hai chị có thể suggest cho em không để đi đưa chồng tới để khám á? Dạ, câu hỏi của chị cũng rất là thú vị, nhưng mà thì em nghĩ là cái thứ nhất á là buồn ngủ thì em nghĩ chắc là rất là thường thôi, ai mà đẻ con ra, nhất là mệt. Con của chị nó quá nhỏ thì phải thức đêm lo cho con, rồi chị không có nhiều người không thức đêm mà chỉ có phải lo cho con cả ngày thì cũng tối về rồi rất buồn ngủ rồi. Chồng em không có không có trông con, không có cái gì ban đêm hết, Huy có thể ngủ cả ngày luôn. Không chị, nhưng mà em cũng vậy luôn. Em nghĩ là cái đó là chắc là những cái khuyết, em nghĩ là nhiều là người đàn ông là cũng nói có cái tật là hay ngủ nhiều, nhưng mà em không nghĩ là cái đó là một cái loại bệnh. Nhưng mà nếu như mà chị nói là ngủ ngáy với lại phun nước miếng thì chị có thể đi bác sĩ về chuyên về ngủ ngáy. Em biết có một bác sĩ đó, bác sĩ là Maturin, hình như là người Mỹ đó, là chuyên về cắt giống như bên Việt Nam là Amidan, rồi ngủ ngáy, rồi ngủ mà phát ra tiếng động. Tại vì cái đó nó có thể liên quan tới cái đường hô hấp, đường thở của mình đó chị. Nên vì như vậy nó sẽ làm ra có nhiều người ngủ mà ngủ không có ngon giấc và ngáy nhiều, thì lúc mà dậy vẫn cảm thấy buồn ngủ, tại vì không có vô cái deep sleep, là cái REM sleep đó, là có nghĩa là người ta ngủ nhưng mà vẫn không deep, thì cái ngủ đó nó không có gọi là ngủ đủ, nó không có ngủ đều, thì như vậy làm cho người ta sẽ rất là buồn ngủ. Và người ta lúc nào cũng người mệt. Người ta lúc nào cũng buồn ngủ và lúc nào cũng mệt. Nhiều người ngủ dậy rồi vẫn còn rất là mệt, tại vì người ta không có ngủ đúng sâu và ngủ đủ, vì cái hệ hô hấp của mình lúc mà đang ngủ nó sẽ làm cho mình bị ngáy, tại vì nó không có thông đó. Nên có bác sĩ chuyên về những cái bệnh đó. Thì em biết có một bác sĩ nó gọi là Maturin, nhưng mà em không biết là tên đầu là cái gì, nhưng mà chị có thể Google search Maturin, Dr. Maturin chuyên về tai mũi họng đó, thì hoặc là chị có thể hỏi bất cứ bác sĩ gia đình mà khuyên bác chị đi một bác sĩ về tai mũi họng, thì người ta sẽ giúp được những căn bệnh ngủ ngáy và ngủ không đủ như vậy đó chị. Dạ, thì bác sĩ đó cái tên nó spell làm sao chị? Mình dạ là M A chị, M A rồi T O rồi R I N, là M rồi O rồi M A rồi O rồi chữ T. Rồi chữ O nữa, rồi chữ R, chữ Y ngắn, rồi chữ N. Thì chị có thể search bác sĩ Dr. Maturin. Dạ, dạ ở Houston. Ở Houston này, đúng rồi. Ở như ở đường đâu Richmond, em không có nhớ chính xác, nhưng mà em biết mà là chị có ở thành phố đó. Nào vậy chị? Dạ. Chị ở thành phố nào? Chị có ở Houston không? Em ở Houston, em dạ, ở 290. Vâng. Dạ, chị có thể search bác sĩ đó, mà em nghĩ biết là bác sĩ đó rất là giỏi về những cái căn bệnh ngủ ngáy. Và cái căn bệnh đó nó cũng rất là thường, chứ không phải là căn bệnh gì
nguy hiểm hoặc là khó là cái bệnh khó chữa đâu dạ. chị. Cái bệnh nó rất là thường chị, em nghĩ là chắc là 10 người thì cũng hết 5 người là bị bệnh đó rồi phải không? Dạ vâng, cảm ơn chị. Hồi đã... đầu chỉ là nắng thôi, xong rồi sau này bắt đầu chảy nước miếng, xong bắt đầu là phun nước miếng từ lơ luôn, ngủ rồi. Thì em nghĩ là nó không có ảnh hưởng tới đẻ con hoặc là chị có thai đâu, em nghĩ là nó cơ thể của ảnh dạ, thôi. Cơ thể của ảnh nó có thể mệt mỏi quá hoặc là càng tuổi cao thì nó sẽ càng bị chính, những cái chứng bệnh đó. Nhưng cũng thừa nhận nữa, chính nhân viên nói là ồ sao ngộ rồi đó chứ không có, mà tại sao là dạo này là ngủ dậy xong rồi vừa mới dậy xong đánh răng uống ly cà phê xong lái xe trên đường lái xe đi là đã buồn ngủ có thể lại rồi. Tại vì là không ngủ có bị tại vì chị ngủ trong phòng đó là có thể chỉ một rồi. Dạ, tại vì chị ngủ không đủ mà ngủ không có tốt. Cái... hay là cho đi khám sức khỏe nhiều lúc bị những cái triệu chứng khác nữa mà mình cũng không biết. Dạ. Không dạ. có ngủ đâu. Có thể giống như chị nói là chắc là do cái giấc ngủ mình không có điếp á. Dạ thì đúng rồi. Dạ, thì giấc ngủ chị không điếp là cũng là tạo cho mình. Ngủ là lúc nào cũng 10 tiếng trở lên hết á, 10 cho tới 12 tiếng không à. Dạ vâng, dạ vâng. Dạ, cảm là... ơn chị. Cảm ơn chị đã gặp vào chương trình ạ. À. Thảo xin kính mời một quý vị khán giả đang đợi trên đường dây rất lâu ạ. À. Dạ Diệu Thảo, Vi và Diệu Thảo xin chào ạ. À. Dạ, em xin chào hai dược sĩ ạ. Dạ em nghe đó chị. Dạ cho em hỏi, em có câu hỏi là con em á, nó đứa là 13, đứa thì 18 á, em định dẫn nó về Việt Nam chơi á, thì nếu vậy mình có phải mình có chích ngừa tiêu chảy hoặc là sốt rét thì cho nó không phải dược sĩ? Dạ vâng, nếu mà con chị 13 với 18 tuổi mùa hè này chị dẫn về Việt Nam á, thì em nghĩ thường thường á là con nít nên trong cái khung giờ này thì nó dễ rất là dễ bị tiêu chảy nếu mà chị đi về Việt Nam cho mấy đứa nhỏ. Còn Vi, kinh nghiệm của Vi nhận mấy cháu về Việt Nam như thế nào Vi? Nếu như mà chị dẫn cháu về Việt Nam đó thì chị của chị cũng make sure là nó đã những cái mũi chích ngừa của cháu đã được update rồi, có nghĩa là đủ tất cả những cái mũi mà cần theo mỗi năm mà mình đi follow up đó. Chứ còn ngoài ra thì em không nghĩ là chị cần thêm những cái mũi gì đặc biệt, giống như đi tới những cái vùng mà Africa này kia là cần những cái loại rồi, mà malaria giống như là bị uống cái gì bị sốt rét sốt rét kia đâu. Ừ, yeah. Tại vì Việt Nam không đến nỗi như vậy thì em nghĩ không, chị không cần, nhưng mà chị có thể mua thêm những cái loại thuốc đau bụng, ỉa chảy hoặc là nhức đầu, sổ mũi, allergy, dị ứng, có thể là những cái loại đó, đúng rồi. Và cũng có thể chị nên cho cháu cho chích cái loại tetanus shot. Chị đi với bác sĩ gia đình á, trước khi chị đi á, chị hỏi bác sĩ gia đình cần chích gì thêm nữa không? Dạ. Để make sure. Nhưng mà chị chỉ cần mua tất cả những cái loại thuốc để mà chị đem về, lỡ mà cháu có ăn uống chúng cái gì hoặc là những cái gì thuốc dị ứng, những cái kem dị ứng nữa, lỡ mà chị về đụng chúng cái gì mà nó có bị đỏ nổi ứng lên thì có thể cho cháu uống thôi. Chứ còn ngoài ra những cái mũi chích thì chị chỉ cần chích những cái loại standard mà đúng theo mỗi độ tuổi của cháu, theo cái chính phủ Mỹ nó cần. Thường thường bác sĩ gia đình sẽ chích cho chị trong vòng mỗi năm follow up thì bác sĩ sẽ chích rồi. Nên em không nghĩ là chị cần bất cứ những cái loại thêm nào giống như chị đi qua Africa đâu. Dạ, nhưng mấy cái thuốc đó là mình mua ngoài counter là có hết hả thực sự? Dạ, có dạ, vâng. hết chị. Chị mua cái Motrin, gì đó, cái Motrin cho con nít, chị đem theo, rồi chị mua cái Imodium, Pepto-Bismol, Imodium, mấy cái những cái viên á, chị đem theo. Mấy dạ, cái thuốc tất cả những cái loại thuốc... rồi thuốc chống ói nữa. Rồi thuốc dị ứng, rồi tất cả những cái loại Benadryl, mà... Rồi chị về đó mũi, thì chị mua mấy cái loại Benadryl, mà cái loại cream á, cái loại kem đánh dị ứng, rồi hydrocortisone, chị đem mấy cái đó theo thôi. Những cái loại da bình thường ở ngoài. Dạ. Với lại chị cần nhất là phải mua thuốc hạ sốt đó chị. Lỡ mà cháu có sốt thì cháu có phải uống hạ sốt nữa. Dạ, là Motrin đó, chị mua Motrin hay. Dạ. Đó, cái thuốc hạ sốt. Vậy là cái sốt rét mình không có cần chích. Dạ, không đâu chị. Em nghĩ cái Việt thuốc Nam thì không sốt rét thì thường nó uống, nhưng mà em nghĩ chắc không cần đâu chị. Tại cái thuốc mà uống thuốc sốt rét nó rất là có nhiều side effect lắm. Rất là khó chịu chị à. Với lại Việt Nam mình người ta đi về mỗi năm đó chị, không có một trường hợp nào mà em biết là bị sốt rét đâu, nên em không nghĩ là, tại vì Việt Nam không có phải là mình vô rừng đó chị, nên không có sợ những cái loại mũi độc nó cắn thì sẽ trừ khi chị đi những cái chỗ mà vùng núi thôi. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà thuốc đau bụng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Thuốc đau bụng thì chị mua cho em cái Pepto-Bismol cũng được. Dạ ok, dạ cảm ơn chị Sĩ Nhiên ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, Vi và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả. Hello. Dạ vâng. Phải tôi không ạ? Dạ vâng, con nghe đây bác. Dạ, mời bác ạ. Chú hỏi có cái thuốc của chú đang bị tiểu đường mà hôm trước chú uống cái loại
đâu mới siêu rồi. Chú uống cái loại gì thưa chú? Chú uống cái loại gì mà loại cái ca đứng đầu kim cái gì? Cái gì chú? Loại 1000 mg 1000. Ok, là metformin không chú? Metformin cái viên màu trắng không chú? Đầu tiên chú uống cái đó, đầu tiên chú uống cái đó, sau đó chú đổi qua cái thuốc khác. Có phải là cái glyburide với metformin không? 5-500 không? Không, cái loại 1 năm thì nó gạch ngang rồi 5 mg rồi 1000 mg nữa. Cái loại nó vậy. Chú để đây chú ghi, mới ghi đây chú hết. Chú uống cái loại metformin mà nó 5. Ông nói 5 và gạch 1000. Ồ, vậy là chú có loại gì? Hồi 500 mg hồi đầu là chú uống 500 mg. Ừ. Mà chú uống cái loại đó là combination hai thứ một hay là chú uống metformin thôi chứ? Một cái thôi một mà cái 500... mà nó có hai loại, nó hai loại thuốc trong đó hả chú? Dạ, thì thường đó là combination của hai loại thuốc nó bỏ vào trong một đó chú. Trong đó nó có metformin luôn. Okay. Có phải là chú uống cái Juvenet không? Metformin. Nó có metformin. Em group có phải trả chú tới 500 yes. đồng. Dạ, cái loại đó nó đắt tiền lắm á chú. Thì nó không chung chung mua nữa. Dạ đúng rồi. Chuyển qua cái loại này bác sĩ nó đưa, cứ một lần đưa chú, một lần đầu tiên thì nó cho trả tiền cho chú, một kỳ sau nó không trả nữa. Chú không chịu. Thì chú giờ chú muốn qua cái thuốc này, cái gen Tanu. Dạ, gen, dạ, cái loại đó là loại loại thuốc combination. Yeah. Cái loại này cũng đắt lắm á chú. Cái đó này em nói là chú lấy nó lấy insulin rồi nó chặt chú nó lấy chú 8 đồng mà thằng insulin trả chú 500 mấy luôn. Dạ đúng rồi. Rồi chú uống sáng viên chiều viên. Dạ. Phải không, cái loại này uống sáng viên chiều viên không chú? Rồi uống thêm cái viên cream đi 1 mg cái thuốc gì đấy chú quên. Cái loại glipiride hả chú hay là cái gì chú? Hay là chú lại uống loại nào 1 mg hả chú? Một loại 1 mg, nó có 1 mg, 2 mg mà chú uống cái glyburide không? Amaryl á chú, cái đó là 1 mg, 2 mg đó chú. Thì đúng rồi, bác thường thường những cái tiểu đường mà bác sĩ khách cần. Vẫn 100 mấy, 130 mấy không cháu? Wow, lúc là chú đo buổi sáng hay buổi tối hay buổi chiều? Chú có đo, chú phải đo sáng sớm chứ thức dậy chú đo không? Con nghĩ chú phải có một cái lịch trình đàng hoàng chú. Buổi sáng chú đo, xong rồi buổi trưa chú đo cho con, rồi buổi tối trước khi chú ăn, rồi buổi tối trước khi đi ngủ nữa. Chú đo một ngày thay đổi, chắc là ngày thứ hai là buổi sáng, rồi ngày thứ ba là buổi trưa, rồi ngày thứ tư là buổi tối trước khi ăn. Rồi sau đó, rồi ngày thứ năm là chú đo buổi tối trước khi chú đi ngủ. Chú phải làm một cái lịch trình như vậy để coi thử cái đường nó lên xuống, nó fluctuate như thế nào để bác sĩ chỉnh thuốc cho chú. Và đồng thời con nghĩ cái bệnh tiểu đường chính là do cái insulin receptor của mình nó không có hoạt động nữa. Cho nên là nó cần cho, chú cần phải exercise, chú cần phải đi bộ. Chú càng hoạt động. Chú đi tập bộ mỗi ngày á. Với lại chú tập cái tuần huyết hít lên hít xuống. Nhưng mà con nghĩ cái tuổi nhưng mà vẫn đi tập chú khỏe lắm, mình tâm sáng kỳ. Con nghĩ thì cái đó là thứ nhất là tập thể dục, thứ hai nữa chú phải control cái ăn uống của mình. Chú không được ăn những cái chú gì. Ăn, con tập gạo lứt cái loại của bên của Nhật đó cháu, cái loại này nó mắc lắm, không 15 tao mà nó bán với 30 bạc. Nhưng mà con nghĩ á, even những cái chú không có nên ăn những cái loại gạo nữa. Chú coi thử, nó có cái loại mà brown rice mà của loại Ấn Độ chú. Nó nói rằng nó trồng ngay chỗ cái núi Hy Mã Lạp Sơn á, trong cái thời tiết lạnh á, nó không có đường. Nó có loại brown rice. Nó có loại brown rice đó, chú ăn dù chú ăn cái loại ở bên Nhật đi chăng nữa, cái loại gạo trắng nó vẫn có những cái tinh bột, nó vẫn làm cho mình bị cao đường thưa chú. Nó là brown luôn cháu. Nó cũng là brown rice luôn. Nó cũng là brown rice luôn. Thì con nghĩ chú ăn ít lại. Chú ăn nhiều bữa ra, chú đừng có ăn nhiều. Và chú cũng không nên để bụng mình quá đói nữa chú. Để mà chú biết là chú vẫn uống cái, còn cái uống cái thuốc có uống cái thuốc gì mà thuốc cao máu của chú là ly cái gì để trong nhà hết luôn. Cao máu hả chú? Cái thuốc gì cao máu chú? Cao máu. Dạ. Cái loại nó là 10 mg thì phải. Cái loại cái là Sinapril hả chú?
Chú uống lisinopril hả? Là đúng rồi, lisinopril. Dạ, lisinopril. Chú uống loại đó, chú uống buổi sáng luôn đúng không? Nó có hại gì đâu, có hại. Dạ không. Một cái uống buổi tối hơn. Tối là cholesterol. Ồ, buổi tối chú uống con nghĩ cái đó không có hại gì đâu chú. Lisinopril nó bình, nó ở những người mà 70 mấy tuổi. Dạ chú. Có tiểu đường là cái đó, cái thuốc này tốt không cháu? Dạ vâng. Dạ. Nó protect cái thận của chú luôn á. À, với lại thường thường cái Tragenta gì là Duo gì là có loại nó có tốt cháu, nó cũng cái loại là cũng. Dạ, Tragenta cũng cũng là một loại luôn đó chú, thì tùy cái lượng đường của chú như thế nào và cơ và cơ thể của chú như thế nào. Dạ, dạ có. Dạ có, tất cả những cái loại thuốc chú nói vừa trên là đều có tác dụng thêm là bảo vệ thận của chú, nhưng mà tùy cái lượng đường của chú như thế nào và bác sĩ cảm thấy cái loại nào thích hợp cho chú hơn thì bác sĩ sẽ cho uống. Có với một số lúc là chú uống một loại thuốc nhiều lần nhiều rồi luôn mà nó không có hiệu quả nhiều lắm thì bác sĩ sẽ đổi thuốc, chứ không có nghĩa rằng là cái thuốc này tốt hơn cái thuốc kia đâu chú. Tại vì có nhiều người nói là ủa sao bạn tôi uống cái này mà tôi lại uống cái này. Thì tùy vào cơ thể của mỗi người và tùy là người ta đã uống như thế nào rồi và cái lượng đường của mình như thế nào thì bác sĩ sẽ cho uống cái loại thuốc khác nhau để nó phù hợp với cơ thể của mình. Nên con nghĩ những cái loại thuốc chú nói trên là uống đúng và cũng là tốt cho cơ thể của chú. Còn chú nói là bị nhiều bệnh thì con thường thường con thấy là đa số những người tiểu đường là đều có thêm cao máu với lại cao mỡ hết trơn chú. Mà con nghĩ dạ không chú, là metformin nó không có phá thận gì đâu chú. Metformin là loại thuốc mà thường nó hay nói trên đài nó là uống nhiều nó sẽ bị thận hư gì, tụi con sợ quá. Con nghĩ không có đâu chú. Không có chú, metformin nó không làm cho hư thận. Những người bị tiểu đường thì cơ hội bị hư thận thì nó cao nhiều thôi. Chứ dạ. Tại vì cái lượng đường nó cao đó chú. Nó phá thận của mình thì có. Dạ, cái khi mà lượng đường nó cao thì cái người của mình nó try to tiểu ra thế thì nó phá những cái tế bào đó. Cái, dạ. Của chú giờ là 6.6 A1C. Con nghĩ 6.6 chú ráng kéo xuống cái chừng 6 chấm thì dạ, con nghĩ nó cũng gần chú gần hết cái goal rồi. Dạ. 6.6 là không đến nỗi tệ đâu dạ. Tệ. Nó chú gần hit goal rồi chú, không sao đâu chú. Với cái số tuổi của chú vậy là được rồi đó. Nhưng mà con nghĩ chú ăn kiêng, chú chia ra nhiều bữa. Rồi thứ nhất là chú phải tập thể dục. Rồi chú không có, chú phải ngủ được và chú không có lo lắng. Chú phải đừng có stress. Khi mà con người mình nó stress, đường mình nó cũng cao nữa. Cho nên là mất ngủ, ít ngủ thôi. Mất ngủ, tại vì chú mất ngủ cho nên cái đường nó cao nữa chú. Và máu cũng cao luôn. Máu cao luôn, cho nên con nghĩ tốt hơn hết là chú đi tập thiền hay là yoga gì đó để cho chú có thể là nó không bị stress, rồi chú có thể đi ngủ được. Chính cái giấc ngủ là cái mà sẽ giúp cho chú chữa tiểu đường và chữa cao máu với luôn lại, đó chú. Với lại là thường thường mấy người lớn tuổi thì người ta không đi làm đó chú, nên là rất là rảnh thời gian, nhiều lúc là mình không ngủ được. Nên con khuyên là nếu như chú đi tập thể dục nhiều hoặc là làm vườn hoặc làm tất cả những cái việc gì mà nó làm cho cơ thể mình nó mệt đó, thì tối sẽ rất là dễ ngủ hơn là mình không có hoạt động đó chú. Thì nó sẽ làm cho mình khó ngủ hơn những người ta làm việc mệt. Nên con nghĩ là chú nên đi tập thể dục, đi chạy bộ hoặc là đi làm vườn, làm những cái việc gì đó. Bỏ ngày nào quá đó. Chú được thế là chú tập thường xuyên, mấy người trong phòng gym nó tập chịu khó mỗi ngày. Mình chưa tập chỉ còn tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà lâu. Dạ đi vâng. Bộ cái này, tập mấy cái... Nhưng mà chú phải tập sao nó đổ mồ hôi ra đó chú. Dạ, phải mệt đó chú. Mệt đó chú, chứ không phải tập mà mình không thấy mệt gì hết thì nó không có work đâu chú. Nếu như mà chú tập xong mà chú về chứ vẫn thấy khỏe quá, vẫn không thấy mệt mỏi gì hết thì nó chú không phải có cần tác ra vườn. Chú phải cần ra vườn chú làm. Tôi hỏi cho cháu thêm một cái nữa, chú có người nhà ở Việt Nam qua được có năm mà hồi năm ngoái họ không bị, năm nay họ bị gì mà uống thuốc một lần mà thuốc ấy là nhỏ mắt nhỏ mũi, thuốc về allergy mà nó không bớt nhá. Dạ con nghĩ cái đó cái thời tiết bên này thôi chú à. Chú thấy con với lại Dự Thảo. Con với Dự Thảo cũng đang chảy nước mắt. Còn những ngứa cái mắt ta ngứa không giải sưng mắt luôn rồi đó. Nếu mà bị ngứa thì chú uống cái Benadryl với lại nhỏ thuốc nhỏ mắt cho chú. Nó có ngoài đó nó có cái Napcon á. Cái Napcon trị dị ứng mắt đó chú. Dạ chú có thể mua những cái loại thuốc. Cái bạn cái đó gì chữ N rồi chữ A đó chú. Dạ. À, rồi chữ dạ rồi chữ p là đánh phần p là p ăn p phở đó chú. Rồi chữ h chữ h chữ h rồi chữ c rồi chữ o n đúng rồi, nó có cái nắp con nát con đó.
chữ chữ C rồi chữ O rồi chữ N. Dạ. Chú có thể mua cái loại đó nhỏ nước mắt. Còn nếu như mà bị dị ứng mà sưng mắt lên mà đỏ thì chú phải mua Benadryl uống vào thì nó mới làm xẹp xuống được á chú. Cái mắt nó sưng đó. Dạ vâng, dạ Benadryl đi chú. Chú uống chú phải uống Benadryl mà chú phải uống từ 50 với lại dạ 50 to 100 mg lận á chú. Từ 50 tới 100. Mà chú phải uống mỗi ngày trong vòng chừng nào mà nó xẹp xuống thì chú mới được ngưng đó. Tại vì cái mùa này nó rất là bị dị ứng đó chú, tại phấn hoa nó rất là nhiều dạ. Đó. Và ai cũng bị dị ứng rang đường, ai cũng chảy mũi, ai cũng sổ mũi mà cũng chảy nước mắt hết á. Nên cái đó là bình thường chứ không có phải là bệnh gì đâu chú. Nhưng mà nó dị ứng thì phải uống thuốc thì nó mới hết được đó chứ. Dạ con xin cảm ơn chú. Dạ không cái... No, chữ chữ N, chữ chữ A, rồi chữ B phở, rồi chữ H, rồi chữ H, rồi chữ A, rồi chữ A, rồi chữ H là chữ A chú, chữ A, xong rồi chữ C hả, chữ C, rồi chữ chữ O, rồi chữ N. À, cái đó là nhỏ mắt, còn cái mà thuốc cho nó Benadryl. Benadryl, Benadryl là chú, con đánh vần là chữ chữ B hả? Chữ B, chữ N, I, chữ E, rồi chữ N, rồi chữ A. Rồi chữ D, rồi chữ R, rồi chữ Y là chữ Y dài. Y dài, rồi chữ L, chữ L. Dạ rồi, con xin cảm ơn chú đã gọi vào chương trình ạ. À. Cảm ơn chú nhiều lắm, là phiền cho con, cảm ơn. Dạ, dạ, cảm ơn không chú. Có gì chú. Dạ, con dạ, xin cảm ơn chú. Dạ vâng, Vi và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ. À. Hello, sức khỏe tôi ạ. À. Dạ vâng, con chào cô ạ. À. Xin chào hai dược sĩ, tôi tên là Yến ở Duy Tân. Nay tôi đã 60 tuổi rồi mà cứ hay bị khó ngủ mà vẫn còn đi làm á cô. Thành ra cứ đi bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình cứ cho uống thuốc ngủ thì không có uống được, tại vì uống cái sáng nó cứ giật giật giờ không đi làm được. Nên tôi có uống thuốc Olapri á, giống như là Lanitin hoặc là mua ở Costco á, là cái thứ mà một ngày uống 3 viên á. Làm tôi uống hoài thường xuyên để có tốt hơn cơ hả? Cái Benadryl hả chị? Uống cái cô uống cái Benadryl hả cô? Không nhớ tên gì của Costco á. Con nghĩ cái đó là cái Benadryl nó sẽ giúp cho mình ngủ thì con nghĩ cái đó không sao đâu cô. Hay là cái đó uống cô uống vào thì nó có thể làm cho cô khô họng. Cô uống thường thì nó làm khô họng, khô họng với lại khô mũi, khô mắt với thôi. Lại buồn ngủ. Buồn ngủ. Thì cổ cần phải đi ngủ. Yeah. Cổ mất ngủ thì cái đó làm buồn ngủ. Ngoài ra nó không còn gì nữa hết đó cô. Mà cái loại này á, thường thường người ta uống nhiều năm cũng không sao đâu cô. Tại vì ở Houston này thì rất là dễ bị dị ứng nên có nhiều người uống allergy mỗi ngày. Đúng rồi, cái đó cô uống nó nên đỡ ngứa luôn cô. Dạ. Lại ngứa rồi chắc dễ ngủ mà thấy uống hoài cũng sợ không biết có bị dị ứng phụ gì không. Dạ. Mà nên muốn hỏi hai dược sĩ cho ý kiến dùm là mình có tại vì thuốc của bác sĩ uống không được. Dạ đúng rồi, nó mạnh quá, nhiều lúc nó mạnh quá cho chị, cô uống không được. Dạ con, thì nếu mà cô uống cái loại cái Benadryl cô uống hoài á thì con nghĩ là cô nên uống nước nhiều vô, tại nó sẽ làm cho mình khô cổ họng với lại là khô mũi. Dạ cái đó là cái thường nhất. Chị uống một tối á, tối để tối uống một viên thôi, ban ngày không có uống thì ngày phải mất đi làm á. Dạ được. Dạ nếu mà cô, dạ được, uống nước nhiều vào. Dạ ok. Vậy là uống cũng không sao, uống nhiều tháng không sao cơ. Dạ không sao. Dạ không sao. Dạ không sao cô. Cảm ơn hai dược sĩ nhiều lắm. Dạ cảm ơn cô gọi vào ạ. Chào cô. Dạ vâng. Và Diệu Thảo rất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gọi vào chương trình. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi, chương trình khỏe đẹp của chúng tôi không còn nhiều phút nữa. Diệu Thảo rất tiếc là không có thể tiếp chuyện hết với tất cả quý vị để mà giải thích cặn kẽ một từng quý vị một. Nếu mà quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc về thuốc hay là nhất là mùa hè dị ứng thì cũng có thể đợi vào tuần sau, thứ ba tuần sau trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Quý vị cũng có thể gọi vào cho chúng tôi để chúng tôi trả lời hết tất cả thắc mắc của quý vị. Và tiện đây, Diệu Thảo xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại với quý vị vào thứ ba tuần sau trong khung giờ từ 7 tới 8 giờ. Mời Vi ạ. Vi cũng xin kính chào quý vị thính giả của Đài Việt Radio 1560 và cũng Đài Ven TV nữa. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã gọi vào trò chuyện cùng Vi với Diệu Thảo hôm nay. Và cũng xin lỗi tất cả những mọi khán giả mà chúng tôi không có thời gian để mà tiếp chuyện cùng quý vị. Thì xin quý vị, như Diệu Thảo nói đó, gọi vào cho chúng tôi mỗi thứ ba hàng tuần.
để chúng tôi có thể giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị. Và cũng xin kính chúc quý vị một buổi tối thật là an lành bên gia đình. Để xin cảm ơn và xin kính chào.